Trường, Bảo Anh bị tóm sống khoảnh khắc tình bể bình trong cánh gà, fan không tin chỉ là bạn. Quốc Trường và Bảo Anh từng là một trong những cặp được đẩy thuyền nhiều nhất nhì Vbiz. Được biết, cả hai bắt đầu quen biết nhau từ khi cùng đóng phim Nhà có năm nàng tiên. Sau khi nhận ra những điểm hợp với đối phương, cặp đôi nhanh chóng trở nên thân thiết đến mức bạn bè, đồng nghiệp ai ai cũng biết rõ. Cũng từ đó, nhiều người cho rằng cặp đôi đang hẹn hò. Sau một thời gian tin đồn hẹn hò dần lắng xuống, cho đến mới đây, Quốc Trường và Bảo Anh tiếp tục có cơ hội làm việc chung trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Trong khi Bảo Anh là một trong 30 chị đẹp, thì Quốc Trường cũng đảm nhận vai trò host của chương trình. Cho đến mới đây, trong hậu trường của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, cư dân mạng đã quay lại được cảnh Bảo Anh và Quốc Trường bất ngờ kè kè bên nhau, cực tình tứ. Cả hai cũng thoải mái trò chuyện và vui đùa cùng nhau khiến khán giả không khỏi thích thú. Qua đó, cư dân mạng lại được dịp đẩy thuyền rầm rộ thêm một lần nữa. Trước đó, Quốc Trường từng tiết lộ về mối quan hệ với Bảo Anh khiến ai nấy không khỏi thích thú. Có những điều mà Trường buồn cũng tâm sự với Bảo Anh, ngược lại cũng vậy, Bảo Anh cũng hay tâm sự với Trường giống như một người anh. Gần như cả hai biết mọi thứ về nhau. Được biết, trước đó Quốc Trường cũng từng yêu đơn phương Bảo Anh. Cách đây không lâu, Quốc Trường đã bất ngờ đăng tải loạt ảnh khoe tài nấu ăn cực đảm đang của mình. Ngay lập tức, Bảo Thành đã dành lời khen nức nở cho Quốc Trường. Ủa rồi có ai chịu lấy anh chưa anh Trường? Đẹp trai, giỏi nấu ăn, nhiều tiền cũng có ai ngó đâu, thương anh mình quá. Đáng chú ý sau đó, nam diễn viên cũng tiết lộ tình trạng yêu đương hiện tại của mình. Nói mà tủi thân, ế kiểu này chắc phải nhờ mai mối quá thôi. Hiện tại, chia sẻ này đang thu hút đông đảo sự quan tâm từ khán giả. Quốc Trường hiện đang là nam diễn viên được săn đón, nhất là sau thành công của Về nhà đi con. Về đời tư, ở tuổi hơn 30, Quốc Trường vẫn độc thân khi được người hâm mộ đề nghị lập gia đình, anh chia sẻ. Tôi không hoàn mỹ như mọi người thấy, tôi cần thời gian để thay đổi mình, chinh phục những đỉnh cao trong sự nghiệp. Do đó, tôi chưa muốn vội cưới, lập gia đình không phải vấn đề ưu tiên lúc này. Quốc Trường cũng từng thừa nhận Mizu từng là mẫu người yêu của anh. Tuy nhiên, anh cho biết cả hai chỉ dừng lại ở mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Còn về Bảo Anh, nam diễn viên tiết lộ từng yêu thầm cô khi cả hai đóng chung phim Nhà có năm nàng tiên. Lúc ấy, Quốc Trường không dám thể hiện tình cảm. Quốc Trường cho biết giữa anh và nữ ca sĩ hiện cũng chỉ là bạn bè. Chia sẻ với báo chí, nam diễn viên 8X từng thừa nhận bị gương mặt xinh đẹp của Bảo Anh hút hồn. Tôi có chút rung động với Bảo Anh khi đóng chung phim, cô ấy quá đẹp mà, thờ ơ sao được. Tôi có thích nhưng cũng để trong lòng thôi vì tôi biết vị trí của mình ở đâu. Hồi ấy, tôi vừa nghèo, đi xe máy cải tang 6 triệu, đồ diễn mua ở chợ, sự nghiệp cũng chưa có thành tựu gì. Còn Bảo Anh đã nổi tiếng, đi làm bằng xe hơi. Tôi thấy chúng tôi có khoảng cách lớn, không thể nảy sinh tình cảm được. Do đó tôi xác định chỉ yêu quý Bảo Anh như một người em, người đồng nghiệp, anh nói. Quốc Trường là nam diễn viên quen mặt đối với khán giả truyền hình. Bên cạnh những vai diễn trên phim truyền hình lẫn điện ảnh, Quốc Trường còn khá mắt tay trong kinh doanh khi anh sở hữu một chuỗi cửa hàng mì cay có tiếng. Về phần Bảo Anh, cô nàng là nữ ca sĩ gắn liền với nhiều sản phẩm âm nhạc đình đám. Không chỉ thành công trong nghệ thuật, Bảo Anh còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Cách đây chưa lâu, Bảo Anh và Quốc Trường cũng từng bị đồn thổi hẹn hò khi cả hai liên tục lộ hai. Tuy nhiên, cả hai cho rằng chỉ là những người bạn thân thiết và không thể tiến xa hơn nữa.